đạo diễn Đỗ Đức Thành cạo trọc đầu, hiến tủy cho con gái bị ung thư. Theo đạo diễn bộ phim Những Ngọn Nến Trong Đêm, con gái anh đang sẵn sàng mọi điều khiếu nại để tiến hành ghép tủy. Trong lần thứ hai này, các y sĩ sẽ tiến hành ghép tủy của thân phụ vào con. Kiểu gì con cũng rụng hết tóc, hay cho con xuống tóc luôn cho nhẹ đầu, đạo diễn chia sẻ. Mới đây, đạo diễn Đỗ Đức Thành vừa khiến nhiều người cảm động khi chia sẻ những hình ảnh anh cùng con gái Hạnh Anh cạo đầu để sẵn sàng cho một cuộc chiến mới của hai thân phụ con. Con gái của nam đạo diễn sẽ được ghép tủy lần hai vào cuối tháng 9 tới đây. Được biết, con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành phát hiện bị bệnh rộn bệnh ung thư máu từ tháng 8 năm 2017. Hiện Hạnh Anh đang được điều trị tại Singapore sau một thời gian điều trị ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương mà không mang lại hậu quả khả quan. 7 tháng đầu ở Singapore, tình hình của Hạnh Anh tiến triển tốt. Cô được trở về Việt Nam cùng gia đình. Đạo diễn Đỗ Đức Thành và gia đình khi ấy dở sung sướng. Thế nhưng sau 4 tháng, bệnh lại tình tiết xấu. Bác sĩ chẩn đoán các tế bào ung thư đã trở lại, xâm lược 25% tủy xương, khiến Hạnh Anh phải thực hiện phác đồ điều trị mới. Việc nhận hậu quả ung thư lần 2 khiến cả hai bố con đạo diễn đau xót. Đạo diễn đưa con gái Đỗ Hạnh Anh điều trị ung thư máu ở Singapore. Đạo diễn Đỗ Đức Thành nói, là người làm thân phụ, làm mẹ, trong mọi hoàn cảnh thì dù có 1% cơ hội cứu vãn con, chúng tôi cũng phải nỗ lực dù rằng có những lúc tôi cảm thấy bất lực. Con khỏi lại chắc chắn đó là những lời từ hạnh phúc nhất trong hành trình này và trong cả cuộc đời của tôi. Đạo diễn cho biết tiêu pha cho cuộc phẫu thuật sắp tới là 200.000 la Singapore khoảng 337 triệu đồng. Gia đình anh đang chạy dậy nhưng còn thiếu gần 70.000 la Singapore. Diễn viên Chiều Xuân, đạo diễn Trần Lực, nhạc sĩ Bùi Huy Tuấn, động viên đồng nghiệp và kêu gọi các nghệ sĩ phổ biến tay trợ giúp anh. Suốt 2 năm qua, Đỗ Đức Thành đã vượt qua nhiều chông gai trong hành trình tìm lại sức khỏe và sự sống cho con gái mình.